Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao chuẩn bị nghỉ, Tổng Bí thư Trọng vẫn ôm chặt ghế trưởng tiểu ban nhân sự. Chuyện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về cơ chế, vai trò của Đảng và chính quyền trong mối quan hệ với nhân dân rằng cơ chế của Việt Nam tôi cho là ưu việt nhất trong thời đại bây giờ đã gây ra những tranh cãi trong nhiều ngày qua. Dư luận và giới chuyên gia thấy rằng nếu không bởi lý do về sức khỏe tâm thần của ông Tổng Bí thư do căng thẳng trong công việc thì ít nhất tư duy của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy là rất đáng lo ngại, không bình thường. Dẫu những thông tin rò rỉ khả tín thì Hội nghị Trung ương 8 cho rằng Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị này đã phải chịu các áp lực rất lớn từ nhiều phía khác nhau. Nên ông Trọng đã phải chấp nhận tuyên bố với Ban chấp hành Trung ương là không tham vọng quyền lực và nói rõ là sẽ rút lui. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, mặc dù đã rất nhiều tuổi nhưng vẫn ngồi đến nhiệm kỳ thứ 3, hoàn toàn sai trái với điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam là chỉ được làm nhiều nhất 2 nhiệm kỳ Tổng Bí thư. Có nghĩa là Tổng Bí thư Trọng đã chấp nhận từ bỏ tham vọng quyền lực với mục tiêu tiếp tục bám lấy chiếc ghế quyền lực hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam ở kỳ đại hội Đảng lần thứ 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Tuy nhiên, người ta thực sự ngạc nhiên khi nhiệm kỳ đại hội 13 mới đi được nửa. Nghĩa là còn tới hơn 2 năm nữa, vậy mà ông Tổng Bí thư Trọng đã rốt ráo khởi động làm quy hoạch nhân sự cho đại hội lần thứ 14. Trong bối cảnh công tác nhân sự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rõ ràng đã khủng hoảng rất trầm trọng. Số lượng các ủy viên trung ương, lãnh đạo các cấp lũ lượt vào tù mấy năm qua, lớn cả về số lượng lẫn về quy mô và chức tước. Điều đó cho thấy chất lượng nhân sự do trưởng tiểu ban nhân sự Nguyễn Phú Trọng chọn lựa là rất có vấn đề trong thời gian vừa qua. Bài viết tấn công Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hội nghị Trung ương 8 vừa bước vào thảo luận ngày thứ 3 thì trên trang web của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đã đăng một bài viết với nhan đề lựa chọn cán bộ đủ đức, đủ tài, đưa vào Ban chấp hành Trung ương khóa mới. Đây là hiện tượng chưa từng có vì bài viết này không tránh né mà tấn công trực diện Tổng Bí thư. Điều nguy hiểm là bài viết đã trích dẫn phát biểu của các chức sắc trong Hội đồng Lý luận Trung ương do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp quản lý. Điều đó cho thấy quân của Tổng Bí thư cũng chẳng còn nể trọng ông ta nữa. Tờ trình quy hoạch nhân sự khóa 14 của Bộ Chính trị đã vấp phải phản ứng của một số ủy viên Trung ương Đảng bởi vì ông Trọng là người đứng đầu Đảng cho rằng không cần thiết phải bầu bổ sung 13 ghế ủy viên Trung ương, trong đó có 2 ủy viên Bộ Chính trị. Điều này đã không thỏa mãn được các đại biểu tham dự hội nghị. Tất cả đều nằm chung trong một logic. Các đảng viên Trung ương Đảng thừa biết ông Nguyễn Phú Trọng muốn duy trì hiện trạng, không muốn xáo trộn, đồng nghĩa với việc quyền lực sẽ bị phân tán. Đó chính là lý do tại sao tại hội nghị Trung ương 8 các đại biểu đã dành phần lớn thời gian để mổ xẻ quy hoạch nhân sự cho đại hội Đảng khóa 14. Nhiều ý kiến cho rằng còn quá sớm để bàn về công tác nhân sự. Tuy nhiên, Tổng Bí thư và lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đã vội vã quyết định thành lập 5 tiểu ban phục vụ cho đại hội 14, bao gồm tiểu ban văn kiện, tiểu ban kinh tế xã hội, tiểu ban nhân sự, tiểu ban điều lệ đảng và tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội. Trong đó, tiểu ban văn kiện sẽ do Nguyễn Phú Trọng đảm trách. Tiểu ban nhân sự có nhiệm vụ xây dựng phương hướng công tác nhân sự cho Ban chấp hành Trung ương và lên kế hoạch giới thiệu nhân sự cho Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ lần thứ 3 vừa qua. Tiểu ban Kinh tế Xã hội do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm trưởng tiểu ban và tiểu ban Điều lệ Đảng do Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chịu trách nhiệm. Cũng xin được nhắc lại, dù sẽ nghỉ khi kết thúc nhiệm kỳ thứ 13, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn không yên tâm về vận mệnh của ông ta trong những ngày cuối đời. Bởi theo luật chung, kiến ăn cá rồi sẽ có lúc tới cá sẽ ăn kiến. Nhất là ông Trọng là một kẻ luôn gây thù chuốc oán, khác xa thông lệ của các kỳ đại hội Đảng Việt Nam từ trước tới nay. Còn 2 năm nữa đại hội 14 mới bắt đầu, song trên thực tế cho thấy cỗ máy tranh giành quyền lực trong nội bộ của Đảng đã khởi động và bắt đầu gây cấn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao chuẩn bị nghỉ, Tổng Bí thư Trọng vẫn ôm chặt ghế trưởng tiểu ban nhân sự.
liệu Trung Quốc có tha mạng sống cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hay không. Vào ngày 14 tháng 10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu bị xem là thiếu suy nghĩ, coi thường dư luận trong buổi tiếp xúc với cử tri ba quận nội thành Hà Nội. Tổng Trọng hồn nhiên nói rằng, cơ chế của Việt Nam tôi cho là ưu việt nhất trong thời đại bây giờ. Trên mạng xã hội có những ý kiến bênh ông Tổng Bí thư, cho rằng cần thông cảm vì Tổng Bí thư đang ở trong bối cảnh hết sức căng thẳng với tình trạng thù trong giặc ngoài trong hội nghị Trung ương 8 khóa 13. Thù trong đảng đó là chuyện các đồng đảng, nhưng không đồng phe của Tổng Trọng đã khiến ông Trọng bị biệt vị. Cụ thể, khi Tổng Trọng trình kế hoạch nhân sự cho đại hội đảng khóa 14 để Ban chấp hành Trung ương xem xét, đã có tất cả 7 vấn đề. Chỉ có duy nhất trường hợp trưởng Ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung được bầu bổ sung vào thành viên Ban Bí thư và được thông qua, trong khi 6 vấn đề còn lại đều bị Ban chấp hành Trung ương Đảng trả lại, yêu cầu làm rõ. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng. Giặc ngoài thì rõ ràng ai cũng đã biết, ông Nguyễn Phú Trọng đã có một quyết định bạo gan khi nâng cấp quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ lên mức cao nhất. Đó là mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, ngang bằng với quan hệ Việt Nam với hai cường quốc Trung Quốc và Liên bang Nga. Điều đó khiến cho ban lãnh đạo Bắc Kinh căm tức và cũng khiến cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc xuống mức thấp nhất chưa từng thấy kể từ sau hội nghị Thành Đô. Mối quan hệ cá nhân giữa ông Trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập đang ở mức rất xấu. Nhà văn Phạm Viết Đào, cựu trưởng phòng thanh tra hành chính và phòng chống tham nhũng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới đây đã viết trên trang Facebook cá nhân của mình. Ông cho biết như sau: có 5 yếu nhân nghi là bị Trung Quốc hạ độc. Đó là Lê Đức Anh, Nguyễn Bá Thành, Trần Đại Quang, Lê Văn Thành, Nguyễn Chí Vịnh. Dư luận về hè cho rằng Nguyễn Bá Thành bị hạ độc vì đe dọa đến số phận ai đó là người của Trung Quốc. Cả Nguyễn Bá Thành và Trần Đại Quang đều có những sự khác thường về sức khỏe sau khi đi thăm Trung Quốc. Trần Đại Quang chỉ nhận một bó hoa trong chuyến thăm mà mang virus lạ rồi qua đời. Ông Nguyễn Chí Vịnh trong chương trình VTV1 với nghi vấn mắc bệnh lạ và qua đời ngay sau đó. Chưa hết, ông Phạm Viết Đào cho biết thêm, ông Việt Phương 53 năm làm thư ký riêng cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng, đồng thời còn là thư ký cho Tổng Bí thư Lê Duẩn, kể trong một lần cùng ông Hồ Chí Minh sang thăm Bắc Kinh. Ông Lê Duẩn đã được Hồ Chí Minh gọi sang phòng dặn: chú sang ngủ chung với bác chắc họ không dám làm gì. Riêng chú hãy cẩn thận, bạn không ưa chú. Khi thăm Bắc Kinh, Lê Duẩn thường đổi giường ngủ cho thư ký vì như vậy. Cho nên có một số lãnh đạo trong Bộ Chính trị đã nghĩ tới tình huống Tổng Trọng bị mắc bệnh lạ, bí ẩn, giống như các trường hợp liệt kê ở trên, là điều hoàn toàn có cơ sở. Vào tháng 4 năm 2019, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp tai nạn về sức khỏe trong biến cố Kiên Giang. Khi Tổng Bí thư về thăm quê hương của ông Ba Dũng, cựu Thủ tướng Chính phủ. Được biết khi đó, Chủ tịch Tập Cảnh Bình đã lập tức cử một đoàn bao gồm các bác sĩ, lương y hàng đầu của Trung Quốc tức tốc sang Hà Nội để chữa trị cho ông Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Tập Cảnh Bình tại Bắc Kinh vào ngày 10 tháng 10 năm 2022. Sau đó, Tổng Bí thư Trọng đã hồi phục rất nhanh và trở lại làm việc. Tuy nhiên, đó là điều mừng một nhưng lo tới 10. Bởi theo ông Phạm Viết Đào tiết lộ, trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc cận đại, có rất nhiều vị lãnh đạo Việt Nam sau khi đi thăm Trung Quốc về đều có hiện chứng bất thường về sức khỏe. Sau đó lại phải nhờ thầy thuốc Trung Quốc giải cứu và họ đã biến thành con tin của thầy thuốc Trung Quốc. Cố Chủ tịch Lê Đức Anh là một ví dụ. Theo đó, hàng năm phía Trung Quốc đều cử một đoàn y tế do một nữ bác sĩ châm cứu nổi tiếng của Trung Quốc sang chăm sóc sức khỏe cho Lê Đức Anh, cho đến khi ông ta qua đời ở tuổi 99. Theo giới thạo tin, lãnh đạo Việt Nam trong những năm qua có một vài đồng chí đã tự nguyện theo Trung Quốc, song vì lý do nào đó lại quay xe như Trần Đại Quang và Nguyễn Chí Vịnh. Cái kết là họ đều mắc bệnh lạ và chết trong đau đớn. Nếu như vậy, trong đợt chữa trị định kỳ hàng năm, theo lịch bệnh của các bác sĩ Trung Quốc, thì rõ ràng đến lúc này số phận của ông Trọng đã điểm. Vì đang nằm trong tay của Bắc Kinh, bây giờ thì họ Tập yêu cầu cái gì, ông Tổng Bí thư Trọng cũng phải làm theo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin liệu Trung Quốc có tha mạng sống cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de